lần rồi thôi. Không trốn trúng cái nào. Ơi ở tới này là hết. Không 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 có. Ghi anh anh ghi là Phong bụi đói bụng té xỉu khi đi trên trên xuồng nha. Sao Phong nói sao? Không chở em nữa tại vì em đi xuống nghe ngày mình xuống bão số 5 mưa từ Sài Gòn xuống đây. Bây giờ đi buồn không? Phải. À, có một nhà văn cổng một nhà báo ngoài sau lưng. Ê, hết. Rồi. Rồi bước xuống. Rồi xuống đi. Lạnh không chung? Ra lấy bài hai rồi đó. Bây giờ xuồng chúng tôi sân sau đi về giờ. Chưa đàn được bài nào về luôn. Cười thích mắt. Hết thấy mắt luôn. Câu nghe ơi. Anh đi làm máu thật cho nước giật xuống anh đi. Hả? Thôi khỏi đi con. Thôi sắp rồi dạ. Làm máu thật mong muốn xẹp lên xẹp xuống này chuyền qua chuyền được mà nước giật xuống làm không được. Đúng rồi. Cái tiếng hát coi con. Con tiếng. Con tiếng. Cắt bài hát nghe chơi. Quên lạnh. À. Ê mày quay em táo kìa. Mày quay em táo kìa.
tiền á. À, tính tiền đó, thao kiếm cơm á. Chú, lạnh không chú? Có một nghịch lý đang diễn ra trên xuồng này. Đó là mấy người già lớn tuổi thì đứng ngoài mưa, còn trẻ trẻ thì ở trong tầm luôn dây mừng, có ai nghĩ về đến một giây phút đời mua vui vì đồng tiền manh áo không ai còn vì cái chữ cho tương lai tươi sáng đường dẫn tôi về cảm giác đó không gió không gió dân trong nước ta không sợ. Cô Thanh mới mang vốn mà mọi người lần nào đi dưới này cũng mạo hiểm. Lần nào đi dưới đó cũng nhót tim hết trơn á. Ơi, đứng đây. Đây là một lần mà cũng nhót đâu luôn. Một lần cho mấy mái. Okay. Một lần rồi thôi. Không xuống chống cái đào. Rồi ở trên này là hết. Không có. Ghi anh anh ghi là Phong bụi đói bụng té xỉu khi đi trên trên xuồng nha. Trời ơi. Trời ơi, cưng bọc làm cáo không? Cưng té mà có người đau á nha. Thôi mời tiếp theo mời từng đoàn. Tiếp theo là thằng đồng Khánh Hưng bước lên. Đó. Rồi tiếp theo mời mời cô Tiên. Cô Tiên hôm nay bay ở trên mây sợ sợ trùng. Mời cô Thanh. Em nhìn cô Thanh mặc đồ nhớ mấy cô du kích ngày xưa quá cô Thanh. Rồi tiếp theo mời nghệ sĩ Mỹ Châu. Bước ra. Cô chân hiếu. Cái chân cô yếu là Châu phải có người nhiều. Bây giờ ai bông bông cao lẹ vậy chú. Biết rồi rồi còn gặp nữa mà từ cha sĩ cha lẹ ngoài chung. Quan trọng là đi tàu đó. Bây giờ trời. Nhạc cụ. Nhạc cụ. Cái đàn không sao. Có gì dưới không? Có gì dưới không? Ơi tới thằng đồng té luôn. Trời ghê quá. Chưa. Thấy tao dép tao lên không? Dép tao té hảo. Dạ chưa, để em lên cái đã. Con dính con ếch nào không? Con hưng hưng Khánh Hưng mới tịch đợt nữa là. Hãy đưa dép lên nha, dùm con chú Khánh lên nữa. Thành thấy không? Khánh Hưng mới chợt nữa, anh cần lại đây đi. Rồi, không sao, không sao. Rồi. Rồi, một cú té sấp mặt của Phong Bụi. Sao Phong nói sao? Chở em nữa, tại vì em đi xuống nghe rồi xuống bão số 5 xuống mưa từ cái Sài Gòn xuống đây bây giờ buồn không? Tại sao? Anh vô luôn hả? Anh đi xe, đúng rồi, anh để đồ, coi đồ bị đồ đi Trung Quốc mà, đi Trung Quốc. Dạ. Dạ ông Sáu, cô lên đây đi. Ông Sáu đây nè. Sao chú cảm giác sao chú mưa ướt tầm tã sao? Dạ
giờ mình có luyện thành ra ra Hà Nội mà 22 độ chưa sao, ra mắt mưa không sao, chỉ có mùi hồ cũng gan đó. Có ai mà YouTube mà chịu mà dầm mưa cỡ này đó. Dạ. Bây giờ mấy chú cháu mình đi đâu nữa đây? Bây giờ chắc có lẽ là về miền Tây thì chỉ có ăn nhậu thôi. Bây giờ mấy con cá linh mà mình tính mình nhậu đó thôi, chút xíu mình xuống dưới kia quất. Dạ, rồi, chuẩn bị nha chú. Thì cô bác anh chị hiện nay thì thời tiết đang mưa. Và mình với lại bạn bạn gốc rễ miền Tây với là Ao Thành Gia Nguyễn Chi cùng đi xuống ăn món lẩu cá linh nha. Mấy năm mưa cũng đâu sao. Mưa này công, mưa này công an không cần làm việc đâu. Rồi theo chú Phước đi. Cảm giác như thế nào khi mà bạn mặc áo mưa mà mình ở ngoài mưa? Quá lạnh. Bạn thì lạnh. Lạnh á. Thật ra thì bà nhé thì hai xe có 6 bình thường. Nhớ luôn rồi. Bỏ xe lại luôn rồi. Thời tiết áp thấp nhiệt đới mưa bão. Ngon rồi cô. Ngon rồi. Mình có rửa lại rồi đó hả cô? Cá linh này là người ta gọi là cá linh non. Cái này có làm bụng luôn rồi nè. Làm được rồi đó. Dạ. Nếu như mà mình để vậy mình khỏi làm bụng ăn không được. Đánh. Nó bụng rất là đánh. Con cá con đó, con cá con các loại cá như cá lóc rồi này kia khỏi làm được. Ăn vẫn ngon. Đó là mình nhúng cái này luôn á. Cô đang làm lẩu chua hả? Nước chua hả? Canh chua. Canh chua hiểu bà má. Canh chua bà má, nước mắm bà nội hả? Ừ. Con bà Nghĩa làm gì Nghĩa? Hả? Nghĩa làm gì vậy? Dạ em bà mớt với làm nước mắm mà ăn cá linh với lau chua là phải nước mắm đồng, nước mắm trong với ớt vậy nè. Dạ. Này là này bông súng. Bông điên điển. Điên điển. Bông súng. À. À, bông súng nước này là mình tỏi cần lọc vỏ nè, thấy còn cái vỏ không? Đó. Bỏ vô vậy? Là nó rượu ra bình thường. Dạ. Chúng mình mới cần lọc vỏ. Hiểu chưa? Oh. Vậy là mình có hai món là canh chua cá cá linh, canh chua cá linh với lại cá chốt, một khô cá chốt bột nắng chiên gà. Còn bên đây cô Tiên thì đang rửa chén. Ở sao nghe nói thầu đầu bếp chính mà không vô nấu, để cho bà má nấu hả? Canh chua bà má ngon hơn. Gì vậy Tiên? Khô cá linh đúng không? Cá chốt. Cá chốt. Thơm không? Cá chốt này là của anh Từ anh tặng nè. Anh nào? Anh Từ anh lái ghe lúc nãy á. Giới thiệu với mọi người luôn là một cái món đặc sản mà không thể nào quên mà trong quá trình mà cô Thanh nấu, đó là cái món canh chua cá linh bông súng điên điển đầy. Ngon lắm luôn. Cá linh này gọi là cá linh non, cá linh đầu mùa nha mọi người. Kính mời mọi người ăn cơm với món canh chua cá linh bông súng điên điển là cái gì? Cá chốt cách bồn thượng nha. Chiên nè khô gì anh? Này là khô của anh Từ tặng nè, khô cá chốt một nắng này, cá linh này. Sao cảm nhận ước mơ từ đầu mùa đến giờ sao? Dốc con cá linh lên chấm nước mắm, chấm nước mắm Phú Quốc rồi ăn. Phú Quốc rồi. Trang nữ miếng nước của canh chua bà má không? Sao gọi canh chua bà má? Cô Thanh gọi á. Canh chua hiểu bà má. Trang nước mắm thì của bà nội. Ngon ghê á. Đây là mùa, đây là con cá linh đầu tiên mùa này ăn nè. Rồi ăn vui vẻ nha. Chia sẻ lại với mọi người cái chén nương nha. Dạ. Em xong rồi nè. Xong rồi cái chén nước mắm này á là chén nước mắm bà nội theo cô Thanh đặt có một cái tác phẩm đó là chén nắng quê nhà. Hả? Cô viết về bà nội của mình làm ủ nước mắm. Cá chốt. Cá thứ anh Hiếu mò nhỏ. Một phơ một nắng. Ê, em phơi cá chốt anh Hiếu là mò là cá chốt xí dữ. Cá chốt cái là cá chốt giấy. Thì, cá chốt, ủa chị có rồi. Cá chốt cháu. Không, cá chốt này cá chốt cháu.
Cảm ơn cô Sáu.